Hôm trước thì Bác Đạt có chia sẻ với các bạn về cái việc mà dịch đau mắt đỏ đang hoành hành, và khi mà đau mắt đỏ rồi ấy, thì bắt đầu hỏi là thế Bác Đạt ơi, thế thì cho ăn uống như thế nào để nó nhanh khỏi rồi chăm sóc nó như thế nào, đúng chưa? Thì hôm nay Bác Đạt sẽ làm cả một video là gì ạ? Chăm sóc ăn uống như thế nào để giúp bé nhanh khỏi hơn. Thì các bạn thấy không, vừa rồi thì ở Hồ Chí Minh thì có gần 4.000 người đau mắt đỏ mỗi ngày, đúng không? Và các hiệu thuốc có không đủ thuốc để bán cho người bệnh. Thì với những người bị đau mắt đỏ ấy, thì cái tình trạng dinh dưỡng nó rất quan trọng. Tại sao ạ? Cái đau mắt đỏ này nó là do virus, mà virus ấy, thì kháng sinh nó không có tác dụng, đúng chưa? Đấy. Và cái mà để tiêu diệt virus này ấy, đó là gì ạ? Đó là sức đề kháng của chúng ta, sức đề kháng tự nhiên và sức đề kháng đặc hiệu. Nó bao gồm các cái bạch cầu, đại thực bào, đúng không ạ? Đấy. Rồi thì các tế bào NK, đấy, miễn dịch đặc hiệu gì ạ? Nó các tế bào lympho B, lympho T. Thế là tăng cường hệ miễn dịch là cách duy nhất để giúp cho cái tình trạng đau mắt đỏ này nó nhanh khỏi nhất. Cho nên dinh dưỡng nó rất quan trọng để giúp tăng cường sức đề kháng nhá. Đấy, đau mắt đỏ chúng ta biết rồi, đó là tình trạng viêm cái màng trong suốt ở trên nhãn cầu và cái kết mạc mi, nên còn gọi là bệnh viêm kết mạc, bệnh do virus, đúng không? Hoặc là gì ạ? Nhiễm trùng từ vi khuẩn, tức là bị bội nhiễm từ vi khuẩn. Đấy, và phản ứng dị ứng gây ra. Đấy, cái này chúng ta biết rồi, đúng không? Và đau mắt đỏ thì có thể kiểm soát bằng sự kết hợp của chế độ ăn uống và cái lối sống và chăm sóc cho nó thích hợp. Và dinh dưỡng đóng một vai trò hết sức quan trọng để nhanh chóng cải thiện cái tình trạng bệnh này. Đau mắt đỏ ấy, chúng ta nên ăn gì? Đúng không? Đấy. Dưỡng chất là tốt cho đau mắt đỏ. Được chưa? Thứ nhất này, nghe này. Vitamin A. Đúng không? Chúng ta biết rồi. Vitamin A để chống khô mắt, để chống quáng gà, và nó một là vitamin miễn dịch, đúng không? Vitamin kháng khuẩn. Đúng không ạ? Đây là một dưỡng chất vô cùng quan trọng cho mắt. Và nếu thiếu vitamin A thì dẫn tình trạng gì ạ? Quáng gà này, mắt nhìn thấy mờ trong ánh sáng, hoặc là cứ chập tối là mình không nhìn rõ và tăng nguy cơ đau mắt đỏ. Cho nên phải bổ sung vitamin A. Vitamin A thì có trong các loại rau củ quả, đúng không ạ? Vì Việt Nam mình ăn chín uống sôi thì nó dễ bị biến đổi, bị biến mất khi chúng ta nấu chín, xào, nấu thức ăn, thì chúng ta có thể bổ sung vitamin A. Thì Việt Nam mình có cái chương trình bổ sung vitamin A ấy, là 6 tháng một lần cho trẻ em đấy. Còn đối với người lớn thì sao? Chúng ta có thể dùng vitamin tổng hợp để bổ sung, có thể là dùng viên uống hoặc là dùng loại nhỏ giọt như là vitamin Zimbi nhá. Đấy. Vitamin tổng hợp Zimbi, được chưa? Nhất. Thứ hai là các cái omega 3 6 và 9, đúng không? Đây là các axit béo không no vô cùng quan trọng. Được chưa? Nó có khả năng làm giảm viêm nhiễm và giữ cho mắt luôn khỏe mạnh. Đấy. Rồi các bạn sẽ ăn các thực phẩm như là cá hồi này, hạt lanh này, đúng không ạ? Dầu ô liu này, đúng chưa? Đấy. Đấy là những thực phẩm mà rất giàu omega 3. Đấy. Được chưa? Đây thứ hai. Thứ ba là chúng ta phải bổ sung đầy đủ với các cái vitamin như là vitamin C và vitamin E. Vitamin C là một loại vitamin có tính chống oxy hóa rất là mạnh, nó trung hòa gốc tự do và tăng cường sức đề kháng, và nó bảo vệ mắt khỏi những cái tổn thương gây ra bởi cái gốc tự do và giảm cái nguy cơ viêm nhiễm nhá. Vitamin E có rất nhiều thực phẩm, đúng không? Nhưng mà cũng với thói quen ăn uống người Việt Nam mình như vậy, thì cái việc mà các cái vitamin mà có tính oxy hóa mạnh như này nó bị biến đổi hết, và mà có thể dùng trực tiếp cái vitamin tổng hợp Zimbi nhá. Đó. Các khoáng chất quan trọng này, kẽm. Đối với chất kẽm, 85% trẻ em dưới 5 tuổi là thiếu kẽm. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, 69,4% là thiếu kẽm. Được chưa? Đây là do thói quen ăn uống của người Việt Nam chúng ta. Mà kẽm là một cái vi chất nó vô cùng quan trọng, liên quan đến ăn ngon này, liên quan đến ngủ ngon này, và liên quan đến miễn dịch của các bạn, và nó liên quan đến cả cái tình trạng viêm kết mạc của các bạn. Nếu thiếu kẽm thì cái sức đề kháng của mặt rất là kém. Được chưa? Tiếp theo đó là phải bổ sung nước. Nước để nào cái nó bổ sung cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta, nó khiến cho chúng ta gì ạ, các tế bào hoạt động tốt hơn, và nước nó khiến cho gì ạ, mắt chúng ta nó không ạ, nó không bị khô, nó không bị đỏ, được chưa? Để chúng ta phải uống đầy đủ nước mỗi ngày nhá. Rồi các cái thức ăn khác, các cái thực phẩm khác mà giàu chất chống oxy hóa đấy, như là các thực phẩm chống oxy hóa như là cà chua, cà rốt, đúng không, như là quả mâm xôi, như là gì ạ, các loại thực phẩm khác nữa giúp bảo vệ mắt khỏi các tác động từ các tia tử ngoại. Và từ này, ăn uống tốt rồi phải hạn chế xem tivi, hạn chế xem smartphone và ít tiếp xúc với thiết bị điện tử hơn. Được chưa? Vì thiết bị điện tử nó có ánh sáng xanh, nó khiến cho mắt nó mỏi và nó giảm cái sức đề kháng của mắt.
Ăn uống tốt rồi mà vẫn xem tivi quá nhiều, xem smartphone quá nhiều ấy, thì nó cũng không hiệu quả nhiều đâu. Đấy là các cái thực phẩm mà tốt cho mắt của bạn. Khi mà bạn bị đau mắt đỏ và ăn những thực phẩm như vậy và kiêng các cái thiết bị điện tử như vậy thì nó sẽ giúp cho quá trình khỏi bệnh nó nhanh hơn. Đấy. Và đau mắt đỏ ấy, thì ăn cái gì thì để nó đầy đủ dinh dưỡng, đúng không? Đúng không? Đầu tiên là sữa tươi. Sữa tươi có thể chúng ta dùng sữa tinh trùng hoặc là dùng sữa tiệt trùng nhé. Vì sữa là nguồn dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời. Đấy. Tại vì sao? Sữa nó đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng và dễ hấp thụ nhất. Và trong sữa có rất nhiều vitamin A, có loại vitamin khoáng chất này. Đấy, có cả các omega 3 và omega 6 này. Và nó gì ạ? Rất đầy đủ dinh dưỡng và dễ hấp thụ. Sữa là một nguồn thực phẩm vô cùng tuyệt vời nhé. Đấy, cái thứ hai là có thể ăn bơ đúng không, rồi cà rốt, rồi bí ngô, đu đủ, các loại rau màu xanh, rồi cà chua, xoài, các loại cá. Đấy là các cái thực phẩm vô cùng tốt cho mắt của bạn nhé, mắt của bạn. Để khi mà bạn hoặc gia đình bạn mà có người bị đau mắt đỏ thì ăn uống như vậy nó sẽ tốt hơn, nó nhanh khỏi bệnh hơn, vì nó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chúng ta và nó tăng cái sức đề kháng, cái sức chống đỡ mắt chúng ta. Đấy là những món chúng ta nên ăn. Còn một số món là không nên ăn ấy, đúng không? Ví dụ là gì ạ? Ăn quá nhiều đường tinh luyện, đúng không? Đấy, rồi ăn các cái ngũ cốc tinh chế, đúng không? Các cái đồ ăn nhanh, các cái đồ bánh nướng, bánh ngọt nó không tốt cho sức khỏe, các đồ uống có ga, có cồn, đúng không ạ? Đấy, nhá. Và hạn chế chất béo, trà, cà phê, các chất kích thích. Được chưa? Thì đấy là lời khuyên của bạn dành cho các bạn nếu như mà đang bị đau mắt đỏ, ăn uống để cho nó sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Nếu như phần nào đó mà bạn chưa rõ hoặc muốn chia sẻ thêm, đúng không? Các bạn có thể comment dưới video này. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bạn Đạt nhé. Trên kênh có hơn 1.200 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bạn Đạt hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con tăng cân tốt hơn, sức đề kháng tốt hơn và không lạm dụng kháng sinh. Các bạn theo dõi kênh này, các bạn sẽ nhận giá trị gì ạ? Các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm con và con bạn khỏe mạnh mỗi ngày.